Tại khu vực miền Trung, trong cơn bão số 6 vừa qua, mưa lớn ở thượng nguồn cùng với mực nước sông lên nhanh đã gây ra lũ quét tại nhiều nơi. Nhiều chủ trang trại chăn nuôi tại tỉnh Quảng Bình dù nằm ở vị trí cao nhưng vẫn trở tay không kịp, bất lực nhìn tài sản trôi theo dòng nước lũ. Sau nhiều năm xa quê đi làm, học hỏi kinh nghiệm, anh Đỗ Văn Cường ở xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy trở về quê hương để lập nghiệp. Qua 4 năm tích lũy và vay mượn, anh đầu tư xây dựng được một trang trại gà tại quê nhà. Tưởng chừng cuộc sống sẽ khá lên, nhưng chỉ sau một đêm, mọi vốn liếng và hy vọng của anh đều cuốn trôi theo dòng nước. Lũ quét quá và chuông khoảng 1,2 đến 1,5 đó là nên 4.000 gà thương phẩm của em đã bị chết hết. Và còn 2.000 gà ụm của em khoảng tầm 10 ngày cũng bị lũ bao cuốn trôi. Số vốn đầu tư vào cho lửa này để nuôi tập trung nuôi cho lửa gà Tết được khoảng hơn 400 triệu. Trong đó chủ yếu là nguồn vốn vay ngân hàng và công nợ của các đại lý cám và các đại lý cung cấp con giống. Trường Thủy là một xã bán sơn địa. Theo người dân địa phương, nơi đây ít khi bị ngập lụt. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại đây đã xảy ra trận lũ quét lớn, làm hơn 350 hộ bị ngập. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là những trang trại chăn nuôi gà với trên 35.000 con đã bị lũ cuốn trôi và nhấn chìm trong nước. Hơn 30 năm giờ mới có trận lụt như rứa. Nhà cả từ đang ngoài đang thôn lên là lụt phải hơn 5 mét. Nhà tôi là 3 chuồng gà là 4.500 con là không cứu được con nào hết. Với gần 3 tấn cám thiệt hại là rất lớn. Lũ vừa rụt thì tôi nhờ bà con với nhờ chính quyền hỗ trợ là đưa xe tới bốc là đưa đi chôn để cho đỡ ô nhiễm. Bây giờ là không biết qua lụt xong rồi là không biết sao mà tái đàn được là vì vốn liếng đã đặt vào đó là cạn kiệt hết rồi. Sau lũ lụt, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo bà con khắc phục hậu quả lũ lụt, sau lũ lụt khắc phục tiêu độc khử trùng các chuồng trại, chôn lấp gia súc gia cầm, đồng thời khuyến cáo bà con quan tâm đến việc tái đàn để chuẩn bị phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Đồng thời qua đây thì cũng mong muốn rằng các cấp các ngành cần quan tâm hỗ trợ thêm cho những người chăn nuôi. Bão số 6 vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã làm trên 115.000 con gia cầm bị chết, gần 4.000 con gia cầm bị cuốn trôi, 1.000 hecta hoa màu, rau màu bị thiệt hại. Tỉnh Quảng Bình và ngành nông nghiệp tỉnh đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống.